Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Hôm nay có anh em hỏi thì tôi mới biết được là kênh của tôi nó mất đề xuất ở trên kênh YouTube nó đến như nào. Dã man thật sự. Hôm nay có anh em hỏi tôi về cái việc là làm nào để qua được cái thử thách năm mới. Đấy, trong khi đấy ở trên kênh Game Today rõ ràng đã up mấy clip hướng dẫn qua thử thách năm mới rồi. Thế mà anh em không hề hay biết. Quá dã man luôn anh em ạ. Đấy, mà thử thách năm mới thì bây giờ tôi vẫn không thể tin được là vẫn có anh em không qua được thử thách năm mới. Hoặc là qua với một cái thời gian nó quá lâu. Đấy, thì nếu mà anh em nào mà chưa qua được thử thách năm mới cũng như là anh em qua cái thời gian nó trên 2 phút thì anh em có thể tham khảo cái video clip hướng dẫn của tôi nha anh em nhá. Cái video đó sẽ giúp cho anh em lọt vào cái top 1% những cái người có số điểm cao nhất. Khi mà anh em về đích, anh em sẽ rơi vào đâu đấy khoảng dưới 1 phút 55, 1 phút 50. Thì anh em sẽ có cái cơ hội nhận được cái skin của con Tôn Ngộ Không ở trong cái con game này nha anh em nhé. Và tôi cũng xin lưu ý một chút cho anh em, khi mà anh em xem rồi mà anh em không được cái số điểm cao hoặc là không được cái tốc độ nhanh như thế, thì anh em hãy để ý những cái round mà tôi xếp bài ấy. Anh em chú ý là anh em xếp giống hệt tôi nhá. Xếp vị trí ở những cái quân bài giống hệt. Bởi vì đó là những cái vị trí mà tôi ưu rồi. Tôi đã phải thử rất nhiều lần làm nào để có thể được cái vị trí xếp bài tối ưu nhất, giúp cho chúng ta có thể clear nhanh nhất có thể nha anh em nhá. Đấy. Hai đội hình thì sẽ giúp cho anh em là có số điểm cao và cái vị trí, đó là hai cái quan trọng nhất. Đấy. Thử rất nhiều các cái đội hình rồi và chỉ có hai cái đội hình đó là có thể giúp cho anh em có số điểm cao nhất thôi anh em ạ. Anh em cũng không cần phải thử những cái đội hình khác đâu, bởi vì tôi đã thử hết rồi. Đấy, các anh em nhìn thấy ở trong cái top những cái người điểm cao nhất ấy ở bên Trung Quốc ấy, thì những cái đội hình mà họ chơi ấy cũng giống như tôi hướng dẫn cho anh em thôi. Đó chính là cái bộ Glacier Witcher và cái bộ Lâm Rồng. Đấy, Lâm Rồng thì phải có Dark Spirit ở trong cái truyền thuyết. Có rồng Lâm Tiền và có rớt. Còn chơi Glacier kết hợp với Witcher thì anh em ở trong truyền thuyết nó sẽ phải có Lancer và phải có con chúa quỷ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ dồn đồ cho chúa quỷ. Đấy, anh em cứ thử đi nhá. Xong rồi anh em có thể anh em có vấn đề gì đấy thì anh em hãy comment ở dưới ngay cái video clip đó, thay vì cái việc là anh em inbox trực tiếp cho tôi. Có rất nhiều anh em inbox cho tôi nhưng mà thực ra là tại sao anh em không inbox, anh em không comment ở ngay dưới video đó, để cho các anh em khác vào sau anh em có thể biết được những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho các anh em khác biết. Đấy. Còn anh em vào anh em inbox thì tôi trả lời một mình anh em vẫn có cái lỗi đấy, nhưng mà nhiều anh em bị thì rõ ràng là rất là mất thời gian nha anh em nhá. Nên là anh em hãy comment thẳng luôn thay vì cái việc là hỏi tôi ở trong fanpage. Ok. Trận này ra ngựa sớm à? Lại chơi ngựa không? Có chơi ngựa không? Chuyện này ra con ngựa sớm này. Level 5. Nhưng mà lại không có 3 goblin à? Bây giờ bỏ 3 goblin vào thì bỏ cái con này ra. Như này có khi vẫn mạnh hơn đấy anh em ạ. Cái giáp goblin đầu game nó khá là mạnh. Hai cái giáp của nó không nhiều đâu. Chúng ta sẽ ưu tiên cho 3 goblin trước. Cứ cho con ngựa vào. Nếu mà thắng mà nó còn sống thì có đam. Còn nếu mà con ngựa nó không còn sống thì thôi. Vấn đề là chúng ta khỏe đó. Có cái giáp nó bắp cho. Đấy, bây giờ nó bắp cho đúng cái con Skull Hunter anh em ạ. Ngon rồi. Vớ vẩn là chỉ còn một mình con Skull Hunter đấm với cả 3 con luôn ấy. Không. Bắp cho Skull Hunter 2 sao là quá ngon. Con ngựa còn sống nữa, quá tuyệt vời luôn. Ui dồi ôi. Khỏe đấy. Bỏ goblin được rồi này. Thế này là nếu mà cho hai con ngựa vào và con sói này thì có khi còn khỏe hơn á. Được. Xong rồi up 6 cho thêm con CM vào là có human. Ở trận này
Round này có thể cho CM vào, nhưng mà như thế thì nó lại không mạnh bằng. Thôi cứ để đội hình mạnh nhất thôi anh em ạ. Không tham làm cái gì cả. Round sau tôi sẽ up cấp lên. Mặc dù round này không có sách nhưng mà chúng ta có cái chiến thắng được một tiền. Ok. Chắc chắn là thắng không? Rất nhiều những cái con đẻ, rất nhiều những cái con gọi đệ. Mấy con đệ là con đấm còn khỏe hơn là con tướng chính. Rồi ok, round này thì chúng ta up lên 6. Sau mỗi round là chúng ta sẽ có sách. Bây giờ là chiến thắng là sẽ được 3 tiền đấy. Quá ok. Hy vọng là con ngựa của tôi là có thể tích đam. Cái thằng tôi 1 vãi cướp thật, ra được cả con Evil 2 sao rồi. Rất khỏe luôn. Không biết là có chơi Clive không, nhưng mà trông giống như là thằng đấy nó chơi Witcher á. Tôi thấy nó để những cái con ở trong cái bộ Witcher, sau đó lại có Wizard nữa. Không biết có chuyển sang Witcher chơi không nhỉ. Chơi ngựa ngại nhất là Witcher thôi. Bây giờ meta này ngựa chắc là chơi rất ngon nhá. Chỉ sợ Witcher thôi. Chính vì cái bộ ngựa này nó quay trở lại nên là bọn Witcher bây giờ nó mới có cái cửa quay trở lại đấy anh em ạ. Chứ nó cũng chả có bắp thêm cái gì cả. Nhưng mà nó mạnh là bởi vì là có khá là nhiều người chơi Clive. Một trận đấu mà 3 người chơi Clive thì chơi Witcher nó rất sướng. Nhất là bây giờ cái bộ Witcher ấy, cái bộ mà 6 Glacier Witcher là nó cực kỳ kinh khủng luôn. Cái trấn phái đó là cái gì? Nó chính là cái bất diệt ấy. Úi ôi, anh em phải cảm tưởng như là con Fallen Witcher nó cầm bất diệt nhá, xong nó có cái RO nó biến ra thành 5 con Witcher. Fallen Witcher cầm 5 cái bất diệt. Nó không khác gì là cái bộ Exit ngày trước. Có cái khoảng thời gian 4 giây bất tử mà nó lại còn ở trong cái bộ Glacier nữa chứ. Nó đấm cho đi ối dồi ôi luôn. Trong vòng 4 giây là không có focus được vào cái con tướng chính, con Fallen Witcher. Và nó cứ đấm liên tục. Nó đấm rất nhanh, nó đấm nhanh và nó không bị khống chế nữa chứ. Nó cực kỳ kinh khủng luôn. Trấn phái bất diệt. Chết rồi, round này con ngựa của tôi bị chết mất rồi. Ê à, thua không? Không. Vẫn còn hai con đệ. Có hai con đệ bắn đau lắm. Rồi. Không thua. Nhưng mà con ngựa bị chết. Ngựa chết không có đam. Ok, sắc thì thôi cứ cắn hết đi. Chả phải tích làm gì. Trông giống như là không có human để mà chơi ấy. Anh em ạ. Trông giống không có human chơi đâu. À, chưa chắc là chơi ngựa đâu. Tầm này giờ ra ngựa hơi ít. Xe nào. Có thằng nào chưa gặp nhỉ? Còn thằng Dedeli khá là yếu. Thằng ấy đang eco. Ôi thưa chết rồi, con ngựa của tôi này nó bị đấm rồi. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là không chết đâu nhỉ. Tôi cầm hai cái giáp cơ mà. Ok. Được. Không sợ. Hai cái giáp cơ mà, 42 giáp kìa. Gấu này. Ui dồi ôi, thế thì chơi beat à? Đồ chán thế. Que này. Chắc là rèn lại thôi nhỉ. Đồ này hơi chán. Đồ này không ngon lắm. Chơi nếu mà chơi Clive nó phải có nhiều đồ thủ cơ. Giáp beat thì cũng cần đồ thủ. Nói chung là chơi beat thì cũng cần đồ thủ. Rồi, đội hình này là có thể là yên tâm rồi đấy. Khá là khỏe. Ba con gọi đệ. Ơ tôi chết quên. Thằng này yếu mà. Tại sao tôi lại up lên 7 nhỉ? Thằng này yếu mà. Trời ơi, cái round trước soi cái thằng gặp cái thằng eco rồi mà mình vẫn up lên 7. Đẩy cho đau hơn à. Thôi cũng được. Già này.
Ây à, ra con già, lại ra Clive. Đang định chuyển beat thì lại ra già. Nếu mà ra con già này thì cho vào cũng chưa ngon. Cái tầm này thì thôi, tôi nghĩ là vẫn để con CM ngon hơn. Con dưa so này nó giúp cho tăng mana nhanh, gọi đệ nhanh. Bây giờ cái con chủ lực của tôi nó chính là con Skull Hunter ấy anh em ạ. Skull Hunter gọi đệ, con đệ nó có đam, nó cũng có thêm những cái con triệu hồi ra, nó có thể đóng vai trò làm tăng cơ. Chứ còn nếu mà cho già và tôi sợ là không bắn nổi trưởng ấy. Glitter này. Trận này có Glitter à? Không sao. Nếu mà chúng ta chơi ngựa thì cũng không sợ Glitter lắm. Đấy, Skull Hunter vẫn được đấm. Ngon. Rồi, hay đấy. Con ngựa tôi bây giờ nó đang dần dần nó tích đam. Đam nó đang lên 60 đam rồi. Sau này chúng ta sẽ có 60 đam. Hai con ngựa này. Roll nhỉ? Tầm này roll luôn không? Roll cắt chuỗi đối thủ đi. 21 tiền. 21 tiền. Đó, ok. Chúng ta sẽ roll ra con ngựa anh em nhá. Xả tiền đi. Hết tiền luôn. Đen thật. Ôi rồi đây rồi. Vừa kêu đen xong thì nó cho ra luôn như này. Hay quá nhỉ. Ngoài ra nó còn cho tôi thêm 3 con Made Human nữa. Nhưng mà tôi vẫn tính là để như này ngon hơn. Bây giờ hiện tại chúng ta đang phụ thuộc vào cái bộ beat. Bộ beat cũng như là gọi đệ của Skull Hunter. Tôi cần phải ra thêm một con Clive nữa. 4 Clive thì mới bỏ được cái bọn đỏ. Chưa được. Từ từ đã. Roll đã. Thực ra là có 4 Clive rồi nhưng mà tôi cần cái con Clive khỏe hơn. Chứ còn những cái con kia hơi yếu. Một sao không ăn thua. Tôi cần cái con Egali ấy. Hoặc là con rồng. Evil Clive cũng được. Hoặc là chỉ ít thì cái con Hell Clive sẽ lên được 2 sao giúp tôi. Thôi cố rao này nhá. Nhịn lốt rao này đi. Hy vọng là sẽ là vẫn ăn được. Rao sau chúng ta xả lần nữa. Hiện tại là chúng ta cũng đã có đây là 5 human rồi đấy. Anh em ạ. Chỉ cần một con nữa thôi là 6 human rồi. Úi giời, có thằng thoát game luôn kìa. Không hiểu là bị phụ huynh ganh hay là đập bài đen quá. Hay là ấn nhầm rèn đồ không biết. Có nhiều trận ấy tôi cũng ấn nhầm rèn đồ ấy. Bây giờ là nói kiểu là đồ hay bị nhầm ấy. Như cái món đồ mà mình không pick vào nhưng mình chả may mình pick. Rèn mất cái món đồ mà đang ngon. Là toang ngay. Hay quá nhở. Ra luôn Agali là anh em này. Rồi. 6 human. Này ok không? Hay là con gấu là ngon hơn? Cho con gấu thì có thêm bộ beat. Nhưng mà gấu 1 sao. Mà tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Vẫn ăn được rau này thôi. Con ngựa ở tôi khá nhiều đồ. Tích đam được khá khá rồi. Quan trọng là con ngựa không chết và chúng ta sẽ có được sách kèm theo đấy là đam. Lao sau up lên level 8 cho thêm con Skull Hunter vào. Ok. Blink à. Hay, con thuyền trưởng này ngon này. Thuyền trưởng này ngon hơn con sói. Đồ. Thôi random đi. Đồ này không ngon lắm. Thực sự là cái dao chống hồi máu nó cũng không ổn. Meta mới này cầm cái món đấy nó cũng không ngon lắm. Bởi vì nó không được cộng đam. Nếu mà cái món đấy nó được cộng thêm attack cơ thì chắc là tôi cũng lấy đấy. Nhưng mà món đấy nó không được cộng stat. Nó chỉ có cái hiệu ứng chống hồi máu thôi. Rồi, đổi đi. Ây da. Lấy cái crit nhỉ.
À, trận này có God Warlock này. God Warlock du xoay này, anh em này. Ui rồi ơi. Ghê đấy. Hay là chơi beat. Bây giờ quay xe chơi beat vẫn kịp. Tôi vẫn chưa bán con gấu đó. Chơi beat rồi quay sang đấm bọn kia. Thực ra thì ngựa thì cũng khỏe mà. Rồi, có ngựa hay sao rồi. Thế thì chắc là tôi nhỉ. Cho ngựa vào thôi. Cho 4 ngựa vào đi. Chúng ta chơi 4 ngựa kết hợp với cả 6 human. Round này thì chắc là chưa áp được đến 9 đâu. Đấy, thôi để như này cũng được. Rồi. Tôi nghĩ là vẫn sẽ phải giữ lại mấy cái con beat ở dưới này đấy anh em ạ. Tí nữa mà đấm với cả nhà Warlock ấy, chúng ta cho beat vào. Để sẵn ở đây, tí đấm với cả nhà Warlock. Trận này, thằng này có khả năng là chơi Warlock này, anh em ạ. Để beat lại đi. Beat được counter cái bọn Warlock này, tí nữa chúng ta chơi beat nha anh em nhá. Lên được bao nhiêu lên. Lên được 12 thì lên, mà nếu mà không lên được 12 thì lên 11 thì cũng được. Trận này thì lên 11 thì tôi nghĩ là có khả năng rồi. Ok. Rồi. Lên level 9 kẹp thêm 2 beat vào, vẫn 6 human như bình thường. Cắt chuối của thằng 3 star kia không? Cắt đầu lỗi không? Con ngựa tôi giờ đam khá nhiều đấy. Đam rất to đấy nhá, kẹp thêm 2 beat được đam không nhỏ đâu. 2 beat là cộng thêm 15% đam. Gặp rồi. Cũng nhiều 2 sao đấy, cũng nhiều 2 sao đấy. 4 con 2 sao kìa. 5 con 2 sao. 5 con 2 sao. 5 con 2 sao. Tôi chỉ có 2 con 2 sao thôi, nhưng mà cái con ngựa ở tôi nó rơi vào tầm xích thố. Xin nha. Hay quá. Ui đây rồi, rồng ấy rồi. Quá tuyệt vời. 7 con human luôn. Thừa quá nhiều human. Rồi, vậy là chúng ta đã có 6 clay. Beat thì tôi vẫn sẽ giữ lại. Ok. Mấy con beat giữ lại anh em nhé. Trận này tôi tính rồi. Có Warlock thì tí nữa chúng ta chuyển beat chúng ta chơi. Còn cái nhà Witcher ấy, thì chuyển beat thì vẫn ngon. Clay sợ Witcher. Chơi với cả cái bọn Warlock thì nó cũng 1-9-1-10 thôi, chứ nó cũng không sợ lắm. Tí nữa chúng ta chuyển sang beat. Mà nếu mà lên được 12 nhá, hên lên được 12 ấy, nó sẽ là gì? Nó sẽ là 6 beat 6 clay. Ui nhở, tại sao không? 6 beat 6 clay đấm hết. Đây rồi. Ra cả cáo này. Lấy không? Thực ra nếu mà ra cáo bây giờ thì chúng ta cũng chưa có slot cho vào đâu. Cái slot tiếp theo ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ cho con gấu này. Gấu này ở level 10. Nhưng mà nếu mà tích sách từ bây giờ thì round 23 chúng ta có thể lên 11 được. Ờ, ok. Đúng thật anh em ạ. Thằng top 2 ấy, nó chơi Witcher đấy. Trên này có Assassin này, Witcher, Warlock. Và một thằng khả năng là đang là Shaman. Chị tí đã chuyển sang 6 Shaman à. Ừ. 6 Shaman này tôi nghĩ là sẽ bị đấm sớm đó. Trên này có Warlock với có Witcher. Tôi sợ Shaman nó không thọ rồi. Chúng ta cũng không ngắn bộ Shaman. Beat thì sợ Shaman đấy, nhưng mà chúng ta chưa Clay cơ. Rồi. Round 21 là chúng ta lên được rồi anh em ạ. Lên được 11 rồi. Rồi lấy cái giáp nha anh em nhé. Đương nhiên tôi chơi Clay là tôi lấy full giáp luôn. Mấy cái đồ công là tôi không bao giờ tôi lấy.
đã lấy full giáp. Đổi đồ thế nào? Đổi đồ tôi vứt hết đồ công đi. Nhưng bây giờ đổi đồ thì tôi nghĩ là chưa ngon lắm. Để ra 25 đổi đồ. Chúng ta đổi là chúng ta đổi đồ tím đồ cam. Như này thì sao? Chưa đủ. Nếu mà thế này thì vứt hơi nhiều đồ. Đổi đồ tím thôi. Nếu mà đổi đồ tím thì cái con ngựa này nó cũng ít đồ lắm anh em ạ. Thôi, từ từ ạ. Tôi thấy là cái con ngựa này ấy, nếu mà round này nó không ra được cái món đồ xanh dương ngon nghẻ thì tôi mới đổi thôi, chứ còn cũng không nên đổi anh em ạ. Không nên đổi. Để đồ này nó khỏe hơn. Cầm cái giáp da bò thế thôi, nhưng mà hai cái giáp da bò trâu phết đấy anh em ạ. Hai giáp da bò cộng thêm cái giáp thép. Đấy, vẫn đấm chết ác mộng 2 sao này. Vẫn ok. Giữ chuỗi. Chẳng lẽ có cần Doom để đấm với cả ác mộng không? Thực ra nếu mà tí nữa chuyển beat thì chả cần Doom luôn. Beat Clyde thì cần gì Doom. Round 22. Một round nữa anh em nhá. Một round nữa. Round 23 chúng ta lên level 11. Nhịn một round. Được anh em ạ. Không vấn đề ở đâu. Nhịn một round đi. Rồi ok, Creator vô tư. Thằng này vô tư. Đánh được. Nhiều giáp lắm. À mà thằng này bị out rồi. Thằng này bị out rồi, thoải mái. Ok. Rồi. Lên 11 là lên được 12 luôn đấy. Rồi, thôi. Dí lên 11 nha anh em nhá. Lên 11 là chỉ còn có mấy quyển nữa là lên được 12 thôi. Hai lần thắng nữa thôi anh em ạ. Hai lần chiến thắng nữa lên được 12 rồi. Sau đó thì 6 bit, 6 Clyde thẳng tiến luôn. Anh em ạ, đấm hết. 6 bit 6 Clyde tối thượng. Tí nữa cái con ngựa lên được 3 thì chắc là một ký đầu là chết một con. Một gõ là chết một con đây anh em. Đam vẫn đang tiếp tục là gia tăng. Chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại tôi đã ăn được 210 đam rồi. Đam rất to. Thằng này không biết là có chuyển qua Warlock không. Nó đã mua sẵn 4 con Warlock rồi. Tí nữa chắc chuyển sang God Warlock rồi. Trận này sẽ có hai thằng God Warlock. Mà thằng này mà không chuyển nhanh nó đi đấy. 13 máu kìa. Đẩy nhanh thật sự anh em ạ. Chơi human có sách sướng thật. Còn một round chiến thắng nữa thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi beat thôi anh em ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ chơi beat thôi. Rồi. Ở đây có con sói này. Bán nó gì đi mua nhỉ. Bán luôn con này đi. Lốt ra này là hết đấy mà. Lốt ra này chúng ta sẽ bỏ cái bộ Clyde đi rồi. À bỏ bộ human đi rồi. Vô tư assassin bây giờ tầm này. Thằng này chơi là kiểu assassin. Chơi kiểu cũ thì làm sao mà ăn được. Assassin kẹp cọc chơi 6 assassin thì bây giờ nói chung là out meta quá rồi anh em ạ. Bộ này bây giờ yếu lắm. Nó phải gọi là xuống hố luôn ấy. Xuống đáy xã hội luôn. Không ai có thể chơi nổi nữa. Ok, thôi rồi. Đủ rồi đấy. Bây giờ người ta chơi 9 assassin. Một là fake, hai là hàng real. Chứ còn không ai chơi 6 assassin kẹp cọc nữa cả. Kẹp cọc xong kẹp Kira, kẹp các thứ. Nó là cái câu chuyện của rất lâu về trước rồi. Câu chuyện của quá khứ, của di vãng rồi. Tầm này bây giờ mà chơi cái bộ đấy thì chỉ có xuống hố thôi. Quá yếu. Ok, rồi, kiếm beat vào thôi. Cái bộ 6 assassin ấy, sau đó kẹp cọc, nó còn thậm chí nó còn Sailing Assassin 2 sao. Cáo 2 rồi Phantom Queen 2 sao. Mà gặp cái bộ God Warlock full 2 sao còn thua. Chỉ có Ác Mộng 2 sao rồi 3 đô 2 sao đấm cho sấp mặt.
Nói chung là cái bộ nó bị out meta, không chơi nổi. Rồi, kiếm 6 bit vào anh em nhá. Đó. Cứ kiếm đủ 6 bit vào. Thiếu một con à? Từ đã. Ui rồi, quá ngon. Rồi. Tôi sẽ rèn cái đống đồ này kiếm cái đồ tím nha anh em nhá. Đồ cam luôn không? Đồ cam luôn đi. Tím gì, lấy đồ cam luôn. Giáp xương. Giáp xương này anh em ạ. Kết hợp với cả beat cho nó mạnh. Giáp xương tăng tốc đánh. Đấy, tăng stack nhanh. Tôi vừa lấy tôi cũng đang phân vân giữa cái giáp xương và cái Radiant ấy, nhưng mà tôi nghĩ là giáp xương nó hợp lý hơn. Chấn phái của bộ beat. Bây giờ coi như chúng ta chơi beat. Rồi, round này tạm thời chơi 4 beat đã. Xong rồi kiếm tí đam cho con ngựa. Đấy, Saman tầm này thì thôi, xác định xuống hố rồi. Saman gặp ngựa thì như gặp bố luôn là gì nữa. Ui dồi ôi, đây nó còn không phải là ngựa thường mà nó là ngựa beat. Đam một con ngựa cực to luôn. Rồi thôi, xoay kiếm 6 bit anh em nhé. Mà trong lúc đấy là con ngựa này lên được 3 thì càng tốt. Con ngựa tôi thậm chí là tí nữa ấy, nó không cần Kira, nó cũng 1000 đam. Ngựa 1000 đam và 2 phát chết con. Ok, rồi 6 bit rồi anh em ạ. Cực kỳ khỏe luôn. Line up tối thượng. Line up này nói chung là chấp cả búa cái bọn Glacier kẹp với cả Witcher luôn á. Đâu, Glacier Witcher, 6 Glacier Witcher level 10. Không sợ. Ui giời ơi, thằng này là nạn nhân đầu tiên này. Rồi. Bạn ơi, bây giờ tớ không phải là Clive mà tớ là Beat này. Nào, có cái cửa nào đấm được. Mày chết, quấy nó, đúng rồi. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Đi luôn anh em ạ, dã man. Không cần kẹp Doom đâu, chơi ngựa kiểu này thì cần gì Doom anh em. Không cần, quá khỏe à. Đấm tất. Tầm này thì đấm tất anh em ạ. Assassin 9 con kìa. 9 Assassin. Cuối cùng thì cũng phải là 9 Assassin thôi. 9 Assassin real hoặc là fake thì cũng sẽ phải là 9 Assassin. Chứ không thể là chơi chơi 6 được đâu. Trên này lui thêm con rồng nữa nhỉ. Trời ơi, còn con rồng kẹp với cả beat với kinh. Không biết là cái rồng, con rồng bắn lan ra có được tích stack không nhỉ anh em nhỉ. Tôi cũng chưa biết cái điều đấy. Dùng đánh lan mà kẹp với cả beat lại còn được thêm cái stack của bọn beat nữa thì thôi. Dã man. Thế thì tích stack nhanh lắm. Thử xem là dùng khạc có mạnh không nào. Ui ôi, đấm đau lắm anh em ạ. Đấm ơi, cảm giác kể cả chỉ có riêng con rồng ấy, nó khạc hai phát là nó chết một con rồi ấy, anh em ạ. Ui rồi ôi, trận đấu ấy kết thúc quá nhanh luôn. Lại ra thêm một cái MOM dành cho con ngựa. Thôi sao không? Một con nữa. Một con ngựa nữa anh em ạ. 29 round kết thúc. Được không? Hy vọng là lốt cái round này là chúng ta có thể lên được ngựa 3 sao luôn. Kiếm con ngựa 3 sao cái đã. Ngựa ơi ra đi. Lốt con nữa. Ui giời ơi, không được rồi. Chán nhờ. Bán con gì đi đây? Con này. Ok. Thôi rồi, cho cậu sống thêm một ao. 39 máu ấy, chưa chết à? Tôi nghĩ là thế. Anh em nhìn Witcher kìa. Ủa. Ơ chết đâu. Nó đấm chết con ngựa tôi rồi. Nhưng mà không ăn được, nó sẽ không thể ăn được đâu. Anh em nhìn cái con ngựa ấy, nó đập cho một phát trên một con. Ngựa 2 sao anh em ạ. Con Fallen Witcher thì cũng chỉ 2 phát thôi. Thế là lại chúng ta lại kéo đến tận ra 31 cơ. Và trận này nói chung là quá slow ball rồi. Đối thủ không làm cách nào có thể ăn được luôn.
Bây giờ nói chung là kể cả là Witcher ấy, nó counter vào cái bộ Clive đấy, nhưng mà đây nó là cái bộ beat. Nó không những là Clive mà nó là bộ beat nữa. Round sau tôi sẽ đưa con xích thố này lên 3 sao, hy vọng là nó sẽ lên được 3 sao. Và lúc đấy thì không biết là một gạt có chết nổi cái con Fallen không anh em nhỉ. Đam to lắm rồi. Đam con ngựa nó đã to rồi, nó được cộng thêm phần trăm của bộ beat nữa chứ. Chưa tính lên cái stack đâu, chỉ cần cộng phần trăm thôi là nó thấy là đấm là nó đau à. Đấm cũng rất nhanh đấy. Tốc là 0.7, rất nhanh luôn. Rồi, một con ngựa thôi. Ra đi, ngựa. Ui dồi ui. Thôi mày chết rồi. Một đập là chết một con. Thôi xong xong xong. Ok. Rồi, ghép lốt đồ nào. Xem đồ tím có đồ gì đây. À, đây. Lấy cái giáp kháng đi. Hay random. Chả cần. Đối thủ là có cái gì đâu mà cần phải giáp kháng. Có khống chế ở đâu. Rồi. Đổi lốt này. Đổi thêm món đồ tím nữa. Thế thôi, tím thôi, không lấy cam đâu. À, ok, Shadow Blade. Được. Món này đập rất là nhanh anh em ạ. Rồi. Xong chưa? Tốc độ vào trận đấu là 0.7 thì tôi nói thật với anh em là bọn này xác định luôn. Hai gạt chết con. Ui rồi ui, ui rồi anh em gì cả. Ui rồi ui, Fallen 3 sao đúng hai gạt. Tốc độ là 0.8 anh em ạ. Rồi ôi, nó quá khỏe rồi anh em ơi, tối thượng đội hình tối thượng, không làm cách nào hết. Công nhận cái bộ ngựa giờ nó khỏe thật sự. Về căn bản là cái bộ human ấy, bây giờ là 7 con nó có sẵn, nó không phải pick ở trong cái cửa hàng mở rộng. Nên là nó rất dễ ra. Human mà ra sớm cái là trận đấu là thuộc về chúng ta thôi. Form được sớm thì chẳng ngại Witcher luôn anh em ạ. Đấm Witcher như con. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm ngày hôm qua vẫn là bộ Clive, nhưng mà dồn toàn bộ đồ cho Light Blade Light. Đem meta cũ quay trở lại và đấm meta mới như con anh em nhá. Hay cực kỳ luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Hướng dẫn qua thử thách năm mới anh em nhá. Nếu anh em chưa biết đến cái hướng dẫn đó, anh em chưa qua được thử thách năm mới, anh em có thể xem cái hướng dẫn ở clip bên phải. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.